Xin chào toàn thể các bạn đang theo dõi video. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hoa 5 cánh như thế này. Và mình sẽ hướng dẫn móc 3 size 4, 5 và 6,5cm. Và đây mình sử dụng len Mew 125 và kim móc 3.0mm. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc hoa 4cm trước. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, sau đó lên một mũi móc xích và các bạn móc vào vòng tròn ma thuật này cho mình 10 mũi móc đơn nhé. Sau đó các bạn cầm sợi dây và rút thật mạnh để cho vòng tròn nhỏ lại. Móc vào chân đầu tiên một mũi rời. Tiếp theo hàng thứ hai thì các bạn lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn lấy một vòng len đâm kim vào chân thứ hai. Đó, và bây giờ mình sẽ kéo giãn cái phần len này ra để tạo độ dài cho cánh hoa. Và lấy len đi qua hai vòng tròn đầu tiên. Và tiếp tục với thao tác như vậy thì các bạn móc thêm cho mình 5 mũi vào chân thứ hai. Tức là mỗi cánh hoa sẽ gồm 6 mũi như thế này. Bốn mũi. Năm mũi. Móc xong 6 mũi thì trên chân kim sẽ xuất hiện 7 vòng tròn. Lấy len và đi qua 7 vòng tròn chân kim. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích. Và móc vào chân kế tiếp một mũi rời. Thì cái chân kế tiếp này là chân thứ 3 của hàng đầu tiên. Đó, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một cánh hoa. Thì tiếp tục với các cánh còn lại thì chúng ta sẽ lặp lại công thức như ban đầu, đó là lên 3 mũi móc xích. Và với hoa 4cm này thì chúng ta khi móc cánh hoa thì chúng ta sẽ lấy một vòng tròn len. Đó, chúng ta sẽ lấy một vòng tròn len như thế này và đâm kim vào đây. Rồi kéo độ giãn của len ra để làm độ dài của cánh hoa. Cứ tương tự như vậy, mỗi cánh hoa sẽ gồm 6 mũi như thế này. Tiếp tục lấy len và đi qua tất 7 vòng tròn chân kim, lên 3 mũi móc xích và móc vào chân kế tiếp một mũi rời. Các bạn nhớ nhé, cứ hoa 4cm này thì chúng ta sẽ lấy một vòng tròn len để chúng ta móc và làm cánh hoa. Và cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc các cánh còn lại. Và đây đến cánh hoa cuối cùng. Thì chúng ta sẽ móc vào chân đầu tiên một mũi rời. Cái chân đầu tiên mà của vòng đầu tiên đó, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi rời, sau đó lên một mũi móc xích và cắt len để chúng ta hoàn thành phần móc. Đó, các bạn sẽ cầm cái sợi dây của vòng tròn ma thuật đấy, rút mạnh để cho cái vòng tròn đó nhỏ lại. Sau đó chúng ta sẽ lộn ngược lại, lộn cái phần cánh hoa này ngược lại. Và như vậy là mình đã hoàn thành hoa 4cm. Tiếp theo bây giờ mình sẽ móc hoa 5cm. Đó, đây là hoa 5cm mình đã móc sẵn. Thì cũng tương tự như khi nãy, các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn ma thuật 10 mũi móc đơn.
Tiếp tục chúng ta vẫn móc vào chân đầu tiên một mũi dời. Nếu mà các bạn nào mà muốn móc cánh hoa len màu khác thì chúng ta sẽ chuyển từ đây, chuyển từ cái chân cuối cùng ấy nhá. Và đây hoa 5cm thì các bạn sẽ lên cho mình 4 mũi móc xích. Tiếp theo các bạn sẽ lấy cho mình 2 vòng len. Khi nãy hoa 4cm thì các bạn chỉ lấy 1 vòng len. Và bây giờ hoa 5cm thì các bạn sẽ lấy 2 vòng len. Sau đó đâm kim vào chân thứ 2, lấy len đi qua 2 vòng đầu tiên, tiếp tục lấy len đi qua 2 vòng tiếp theo. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành được 1 mũi. Và tương tự các bạn sẽ móc thêm 5 mũi vào cái chân thứ 2 này. Đó, mỗi mũi chúng ta sẽ lấy 2 vòng len như vậy. Đó, cái phần kéo giãn len này thì chúng ta kéo giãn đều nhau thì cánh hoa sẽ đều nhau hơn. Sau khi được 6 mũi thì chúng ta vẫn sẽ lấy len và đi qua 7 vòng tròn chân kim. Và ở đây thì chúng ta lại lên 4 mũi móc xích. Đó, khi đầu chúng ta lên bao nhiêu mũi móc xích thì ở chỗ này chúng ta sẽ lên bấy nhiêu mũi móc xích. Và cũng móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Và lặp lại với các cánh còn lại. Với len mưu này thì chúng ta có thể móc từ kim móc 2,5mm đến 3mm. Hoặc là các bạn mà sử dụng len khác thì chúng ta cứ chọn kim móc bằng với kích thước của len nhé. Đến cánh cuối cùng thì chúng ta vẫn móc vào chân đầu tiên một mũi dời, sau đó lên một mũi móc xích và cắt len. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần nhụy. Thì đầu tiên chúng ta vẫn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi móc xích. Lấy một vòng tròn len, móc vào vòng tròn ma thuật. Sau đó lấy len đi qua 2 vòng tròn đầu tiên. Tiếp theo lấy vòng tròn len đi qua vòng tròn ma thuật. Đó, các cứ như vậy, các bạn cứ móc giống như vậy. Thì các bạn muốn làm nhụy to hay nhụy bé là ở số cái mũi này, mũi móc này. Nếu các bạn muốn làm nhụy bé thì chúng ta sẽ chỉ móc 4 mũi như thế này thôi. Còn muốn móc nhụy to hơn thì chúng ta sẽ móc tăng số mũi lên 4. Tăng số mũi lên là 5 mũi hoặc 6 mũi. Thì ở đây mình móc mua 5 mũi thì cái nhụy sẽ trung bình, không bé mà cũng không to. Sau đó lấy lên và đi qua hết tất cả các vòng tròn chân kim. Tiếp theo ở đây thì chúng ta chỉ lên 1 mũi móc xích thôi. Chúng ta sẽ không lên 3 mũi móc xích và không móc vào vòng tròn một mũi dời nữa, mà chỉ lên 1 mũi móc xích, sau đó cắt len. Chúng ta rút chặt lại và rút cái vòng tròn ma thuật cho nhỏ lại. Đó, như vậy thì cái nhụy của chúng ta sẽ tròn đẹp hơn. Sau đó sử dụng keo nến và dán vào phần nhụy hoa. Nếu bạn nào không có keo nến thì chúng ta sẽ để lại hai cái đầu sợi dây này dài, sau đó đâm vào phần nhụy của hoa kia và buộc vào mặt sau của hoa. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành hoa 5cm. Tiếp theo hoa 6,5cm thì cũng giống như hai loại hoa kia,
Đầu tiên, vẫn tạo vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn ma thuật 10 mũi móc đơn. Móc vào chân đầu tiên một mũi rời. Và tiếp tục thì với hoa 6,5 cm, các bạn lên cho mình 6 mũi móc xích. Tiếp theo đến đây thì khi nãy với hoa 4 cm thì chúng ta lấy một vòng tròn len, sau đó đâm kim vào chân thứ hai. Đến hoa 5 cm thì chúng ta lấy 2 vòng tròn len. Thì bây giờ đến hoa 6,5 cm chúng ta sẽ lấy 3 vòng tròn len, sau đó đâm kim vào chân thứ hai. Và chỗ này chúng ta sẽ vẫn kéo độ len dài ra. Đi qua 2 vòng tròn đầu tiên, tiếp tục lấy len đi qua 2 vòng tròn tiếp theo, tiếp tục lấy len đi qua 2 vòng tròn cuối cùng. Và như vậy đây chính là độ dài của cánh hoa. Thế cứ tương tự như vậy, mỗi cánh hoa chúng ta sẽ móc 6 mũi như thế này. Được 6 mũi thì chúng ta vẫn sẽ lấy len và đi qua 7 vòng tròn chân kim. Thì đến đây chúng ta sẽ lên 6 mũi móc xích. Và sau đó móc vào chân kế tiếp. Rồi tiếp tục lặp lại công thức như cánh hoa vừa rồi. Và móc cho đến hết. Và đến chân cuối cùng thì chúng ta vẫn sẽ móc vào chân đầu tiên một mũi rời, sau đó lên một mũi móc xích và cắt len là hoàn thiện bông hoa. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần nhụy hoa của hoa 6,5 cm này. Đầu tiên tạo vòng tròn ma thuật, sau đó lên 4 mũi móc xích. Và ở đây cách móc thì chúng ta giống như móc hoa 5 cm, đó là chúng ta lấy 2 vòng tròn len, sau đó đâm kim vào vòng tròn ma thuật. Lấy len đi qua 2 vòng tròn đầu tiên, tiếp tục lấy len đi qua 2 vòng tròn tiếp theo. Và các bạn muốn móc qua nhụy to hay nhụy bé thì chúng ta tăng giảm số mũi ở đây. Thì mình móc 5 mũi là trung bình. Muốn bé hơn thì các bạn móc 4 mũi. Và muốn nhụy to hơn thì chúng ta sẽ móc 6 mũi vào đây. Đó, mình sẽ móc 5 mũi, sau đó lấy len và đi qua tất cả các vòng tròn chân kim, sau đó lên một mũi móc xích, cắt len, rút thật chặt hai đầu. Đó, như vậy cái nhụy hoa sẽ tròn đẹp hơn. Vậy là mình đã móc xong 3 loại hoa. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và bạn nào mà muốn móc loại hoa gì thì các bạn hãy để dưới bình luận. Và nếu mà mình biết mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé.